Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lấy kaze somesho ở Komini. Đây là một loại giấy tờ liên quan đến lương và thuế của bạn. Hàng năm vào ngày mùng 1 tháng 6, họ sẽ phát hành cái tờ thuế và thu nhập của các bạn từ tháng 1 đến tháng 12 của năm trước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy giấy tờ ở Com7. Đầu tiên các bạn vào phần dịch vụ hành chính, sau đó ấn vào cấp giấy chứng nhận. Sau đó ấn vào dịch vụ cấp giấy chứng nhận ở Comini, ấn vào phần đồng ý. Sau đó các bạn cho thẻ My Number của mình vào cái chỗ hình tròn này. Sau khi để thẻ vào rồi thì các bạn ấn chữ kia ấy. Đợi một lúc. Sau đó các bạn ấn vào cái dòng đầu tiên là giấy chứng minh ở trong khu vực mà mình đang sống. Các bạn nhập mật khẩu My Number của mình vào. Sau khi kết thúc thì lấy My Number của mình ra. Các bạn chọn dòng cuối cùng vào phần chứng minh các loại thuế. Sau đó ấn vào phần giấy chứng minh thu nhập và thuế. Ngày xưa thì nó có hiển thị tất cả các năm, thế nhưng bây giờ là chỉ có một năm gần nhất thôi. Các bạn ghi các bạn chọn số lượng tờ mà mình muốn in ra. Sau đó ấn vào nút xác nhận ở bên dưới màn hình. Một tờ là hết 150 yên. Các bạn ấn vào xác nhận, sau đó vào bỏ tiền vào máy. Sau khi mà bỏ tiền vào đủ rồi thì các bạn sẽ ấn vào nút bắt đầu in. Hiện tại là máy đang in, nhưng các bạn chờ khoảng 30 giây đến 1 phút thì máy sẽ in xong. Sau khi mà các bạn lấy giấy tờ xong thì máy sẽ xuất hóa đơn cho mình. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay và bổ ích thì like và subscribe cho kênh của mình để có thể đón xem những video tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.